Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum cho biết đã xác định danh tính bàn giao thi thể chết cháy trong lô cao su tại địa phận thôn 9 xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum cho người nhà tổ chức tang lễ. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 3, người dân phát hiện một tử thi là nam giới, độ tuổi khoảng từ 25 đến 40, tử vong tại Lô Cao Su thuộc thôn 9 xã Đắc Cấm, nên trình báo công an. Vào thời điểm phát hiện tử thi đang trong tình trạng da bị cháy, bong chóc, tay chân co cứng tư thế nằm ngửa, chân đeo dép quay hậu màu đen, tay đeo nhẫn kim loại màu vàng. Qua điều tra, công an xác định đây là vụ quên sinh, không có dấu hiệu phạm tội. Do không xác định danh tính nạn nhân nên công an phát đi thông báo tìm kiếm. Qua thông tin được đăng tải, người nhà đã tới nhận và xác định thi thể là ông N, 38 tuổi, chú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Theo người thân nạn nhân, ông N là kiểm sát viên đang công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Trước đó, người đàn ông này đã xin phép cơ quan nghỉ việc vì lý do cá nhân. Hiện cơ quan công an bàn giao thi thể cho gia đình về tổ chức tang lễ, bên cạnh đó đã lấy mẫu để gửi xét nghiệm ADN để có căn cứ chính xác. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở lại phiên sơ thẩm xét xử Lâm Văn Mai, 43 tuổi, và Lê Văn Nhầy, 57 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp về hai tội giết người và hiếp dâm. Theo cáo trạng, Khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2023, sau khi nhậu xong, Mai rủ nhầy đến cây xăng bỏ hoang tại phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp để giao cấu với người phụ nữ tên T, không rõ nhân thân lai lịch, được Mai gọi là bạn gái. Khi đi, Mai chuẩn bị giao và nói với nhầy nếu người phụ nữ kia kháng cự, thì Mai sẽ dùng dao đâm để cho nhầy quan hệ, nhầy đồng ý. Đến nơi, giữa Mai và người phụ nữ xảy ra cự cãi, Mai dùng dao đâm nạn nhân 29 nhát. Quá trình Mai gây án nhảy nhìn thấy, đồng thời khi nạn nhân kháng cự, nhảy giúp Mai cắt dây răng mùng trùm lên để nạn nhân không chạy được cho Mai dùng dao đâm. Sau khi nạn nhân không còn sức kháng cự, nhảy thực hiện hành vi hiếp dâm. Quá trình thực hiện, nhảy nhìn thấy người nạn nhân dính nhiều máu nên sợ và rời khỏi hiện trường. Mai cũng rời khỏi hiện trường sau đó. Sáng hôm sau, nhảy quay lại hiện trường kiểm tra và phát hiện nạn nhân tử vong nên báo công an địa phương nhưng không khai báo hành vi phạm tội cùng với Mai. Còn Mai thì bỏ trốn đến tỉnh Tiền Giang và bị bắt sau đó. Từ lời khai của Mai, công an đã bắt giữ nhầy. Kết quả giám định pháp y tâm thần, Lâm Văn Mai có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách chống xã hội, còn nhầy bị rối loạn nhân cách hành vi do sử dụng rượu. Tuy nhiên, về năng lực, cả Mai và nhầy đều có năng lực trách nhiệm hình sự. Tại tòa, Mai khai nguyên nhân giết nạn nhân là để hạ giận. Trong phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, Mai có vai trò chính là người rủ dê trực tiếp giết người, tạo điều kiện cho đồng phạm hiếp dâm nạn nhân, nhầy là người giúp sức cùng thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của Mai và nhầy đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây cảm phẫn, lẽ ra phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, tòa xét thấy cả hai thành khẩn khai báo khi gây án là người có bệnh, bị hạn chế về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi nên xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Lâm Văn Mai tù trung thân về tội giết người và 8 năm tù tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là trung thân. Tuyên phạt Lê Văn Nhảy bị 14 năm tù về tội giết người và 3 năm tù tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thư, sinh năm 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đắk Pơ để điều tra về hành vi giết người. Trước đó... Do có mâu thuẫn trong quá trình bình luận, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, ngày 6 tháng 3, Trần Thị Minh Thư nhắn tin cho Phan Nguyễn Ngọc Hân, lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thị xã An Khê để hẹn gặp nói chuyện. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Thư và Hân rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn tại hội trường 23 tháng 3 thị xã An Khê, sau đó đổi sang điểm hẹn tại khu vực phường An Bình thị xã An Khê. Tại đây, Thư và Hân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau. Lúc này, Thư dùng hung khí giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Hân khiến Hân tử vong. Sau khi gây án, Thư đến công an thị xã An Khê đầu thú. Được biết, Thư 19 tuổi, cũng là nữ sinh, đang học lớp 12 tại huyện Đắk, tỉnh Gia Lai. Qua theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, việc dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khác khiến nạn nhân tử vong là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Do đó, hành vi của nữ sinh này đã cấu thành tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư Hùng phân tích, tùy vào nội dung, tính chất và mức độ vi phạm mà người phạm tội này sẽ có thể phải chịu các loại và mức hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, theo ông Hùng, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Đồng thời khi phạm tội thì nữ sinh này đã 19 tuổi, trên 18 tuổi nên sẽ bị xử lý và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với người đã thành niên phạm tội. Theo luật sư hùng, vụ việc này một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực học đường. Đây vẫn đang là vấn đề nhức nhối gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả thể chất và tinh thần, tác động xấu đến quá trình học tập của các em học sinh, kể cả các học sinh thực hiện hành vi bạo lực Đặc biệt, các vụ việc bạo lực học đường xuất phát từ việc các em mâu thuẫn với nhau trên các diễn đàn, trang mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng. Để giải quyết vấn nạn này thì các cơ quan chức năng, các nhà trường, các gia đình và toàn xã hội cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tính nguy hiểm của bạo lực học đường, có sự quan tâm, quản lý và giáo dục truyền thông, tuyên truyền cho các em cách phòng tránh, cách xử lý và bảo vệ mình trước hành vi bạo lực học đường. Trong đó, các em cũng cần phải được trang bị các kỹ năng trong việc tham gia và sử dụng mạng xã hội để tránh phát sinh các mâu thuẫn, biết cách bảo vệ mình khi bị bắt nạt, đe dọa hoặc xâm hại trên không gian mạng. Công an thành phố Hà Nội thông tin, ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lương Hồng Tê, sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp lao động tự do về hành vi điều khiển ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, với lỗi vi phạm nêu trên, bà Lương Hồng Tê phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng. Cùng với đó, bà Tê còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe B1, thời hạn 2-3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền, ra quyết định xử phạt theo quy định. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, bà Lương Hồng Tê điều khiển ô tô biển kiểm soát 30H11XXX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy, ô tô đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết. Lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, bà Lương Hồng Tê có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên lít khí thở. Người điều khiển xe máy là anh NVA, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, không có nồng độ cồn. Cả hai đều âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc. Nhiều người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội một số trang mạng xã hội đưa tin chị T tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định chị T không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông xảy ra vào ngày 5 tháng 3 tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với nội dung đã xác định chị Đại được cho là con cháu Bộ trưởng TL họ tên Tô Lan Hương, bài báo lại viết ngược tên là LHT, người gây tai nạn và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ à, mà dân bức xúc nhất, có link Facebook ở dưới ạ. À. Công an cho biết đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ việc gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Ngày 10 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phối hợp Phòng an ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Thanh Oai đã mời chủ tài khoản Facebook trên là anh VST sinh năm 1986, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh VST về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Thủ tướng. Tổng mức phạt đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng.